Xin chào tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube Lee Robert của mình vào tối thứ tư hàng tuần, chia sẻ về chủ đề về kinh doanh, marketing và phát triển về bản thân. Và để giúp cho kênh của mình được nhiều người biết đến và giúp cho nhiều người họ để tiếp cận với những kiến thức thực tiễn mà mình chia sẻ trên đây, thì tôi muốn tất cả chúng ta sẽ cùng với tôi, hãy cùng với tôi giúp tôi chia sẻ cái kênh này và cái video này tới nhiều người bạn, và bạn nghĩ rằng là nó phù hợp và hữu ích cho họ. Bởi vì tôi đã dành cái thời gian để chia sẻ lên đây, thì tôi muốn tất cả chúng ta chỉ cần bỏ ra 5 giây, 10 giây bằng cách đó là chúng ta copy link và chúng ta gửi cho bạn bè của mình, thì đó cũng là một điều rất tuyệt vời. Và cuộc sống thì chúng ta cần phải cho đi, đúng không anh chị? Và trong buổi tối hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về một cái câu hỏi, một cái vấn đề mà gần đây mình gặp nhiều bạn ở offline thì cũng trên online, và các bạn có chia sẻ với mình như thế này. Đó là khi mà chúng ta xây dựng về cái đội ngũ kinh doanh, những cái hệ thống về kinh doanh, và chúng ta có nhiều nhân sự đấy, đặc biệt đó là những cái anh chị em mà chúng ta đang kinh doanh online, hay là kinh doanh về hệ thống, hay là kinh doanh về cái mạng lưới đấy, thì nó có một cái là gì, chúng ta bắt đầu tuyển một số anh chị em vào làm, thì lúc này chúng ta sẽ thấy có những bạn thì bán hàng rất hiệu quả, bán hàng rất tốt, kinh doanh ngày càng phát triển lên, và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là chúng ta làm không có hiệu quả. Thậm chí là có những người chúng ta kinh doanh lỗ, và có những leader thì họ cảm thấy rằng là họ cảm thấy cắn rứt với điều đó, và họ chia sẻ với tôi rằng là em không thể nào mà chịu được cái việc mà nhân sự của mình họ làm không có lãi, và em cảm thấy cắn rứt, em cảm thấy rằng là họ có là một cái liên quan đến về lương tâm đó, và họ rất là yêu thương. Thì tôi có chia sẻ với họ như thế này này. Thực ra thì bất kỳ một cái người nào kinh doanh ấy, thì họ cũng đều có cái lòng trắc ẩn, họ đều có một cái tình yêu thương trong đó. Không có nghĩa rằng là khi mà bạn nói như vậy có nghĩa là chúng tôi cũng không có lòng yêu thương. Thực ra là chúng tôi cũng đều có lòng yêu thương, nhưng chúng ta cần phải hiểu một điều rằng những người có kết quả tốt của bây giờ thì có phải họ đều là những người có kiến thức, có kỹ năng và có kinh nghiệm. Và để ngày hôm nay họ có được những cái kiến thức, họ có được những cái kỹ năng và họ có những kinh nghiệm đó, thì họ đều đã trải qua một cái thời gian dài học tập và rèn luyện. Và tôi cũng có thể nói rằng là họ đã, cũng đã có những năm tháng họ bế tắc, họ cùng cực, họ thất bại, họ chán nản, họ vô vọng với cuộc đời này. Nhưng chỉ có một điều, họ vẫn tiếp tục tin tưởng, họ vẫn tiếp tục đứng lên, họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước mới có được ngày hôm nay. Kể cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngày hôm nay ông ta có thể giàu như vậy, không có nghĩa rằng là ông ta chưa có một cái quá khứ thất bại, cũng không có nghĩa rằng là ông ta chưa có một cái quá khứ khó khăn và khổ cực. Và chúng ta nhìn thấy lịch sử những ngày đầu tiên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông ta thậm chí là phải vay mượn tiền, ông ta phải đạp xe đạp, ông ta đi bán cà phê ở khắp mọi nơi, ông ta xin người ta, có là ông ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn, và có thậm chí có những cái giai đoạn là trong cuộc đời của ông ta là ông ta cảm thấy chán nản, ông ta cảm thấy bế tắc, và thậm chí là ông ta muốn bỏ cuộc. Nhưng lúc đó ông vẫn có một cái niềm tin vào tương lai, ông lại lao đầu vào học tập, ông lao đầu vào làm, và với một cái niềm tin và một cái hy vọng rằng một ngày nào đó thành công. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là tôi cũng đã có những cái giai đoạn, đó là gì? Tôi bị mọi người quay lưng, rồi làm thì không có tiền. Nhưng lúc đó mọi người nói rằng là tôi hãy dừng lại đi, tôi làm một cái gì đó. Nhưng không, tôi vẫn lựa chọn con đường kinh doanh. Và thậm chí tiền ăn tôi cũng không có, tiền xe buýt tôi cũng không có đi luôn. Nhưng tôi hiểu một điều rằng ngày hôm nay mình chấp nhận thất bại, có nghĩa là ngày hôm nay mình vẫn chưa đủ nhiều kiến thức, chưa đủ nhiều kỹ năng, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu mình vẫn tiếp tục nỗ lực thì một ngày nào đó khi mình có kiến thức, mình có kỹ năng, mình có kinh nghiệm, và khi mình có đầy đủ những yếu tố đó và cơ hội nó đến thì mình sẽ thành công một cách vụt sáng. Nhưng nếu ngày đó chỉ vì những cái khó khăn tạm thời mà tôi đã chấp nhận bỏ cuộc, tôi cũng không có nỗ lực học tiếp, thì chắc chắn tôi không thể có được ngày hôm nay. Nên những cái trường hợp đó thì chúng ta cần phải xem lại cái nhân sự của mình. Thứ nhất là họ có kỹ năng hay không, họ có kiến thức hay không, họ có kinh nghiệm hay không. Nếu họ chưa có những cái yếu tố đó thì chúng ta cần phải định hình cho họ một cái tư tưởng rằng cái thời gian đầu tiên của bạn đó là làm với mục đích để học chứ không phải làm để kiếm tiền. Còn nếu khi bạn đã có kiến thức, bạn đã có kỹ năng, bạn đã có kinh nghiệm rồi thì bạn làm, bạn kiếm tiền đó là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ ví dụ như thế này, bạn đi học ở đại học, bạn cũng phải mất đến 4 năm để ra trường có một thu nhập được 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Mà bây giờ bạn muốn có thu nhập hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng.
mà bây giờ bạn không có nỗ lực học tập, bạn không có quyết tâm thì làm sao có thể thành công được. Mà tôi thấy một điều rằng bất kỳ một người nào chịu học, chịu làm thì vấn đề chỉ là thời gian thôi. Và trước mọi việc, trước lúc dễ thì nó đều khó. Thì bây giờ chúng ta cần phải cho họ một cái định hướng rõ ràng. Nếu bạn chỉ muốn đơn thuần là kiếm một số tiền vừa phải thôi thì bạn có thể lựa chọn làm công ăn lương thì bạn được trả lương và bạn có tiền ngay. Còn nếu bạn đã lựa chọn con đường kinh doanh thì những năm tháng đầu tiên chúng ta phải chấp nhận, thậm chí chúng ta có tiền rồi, chúng ta phải tiết kiệm, chúng ta ở trong một căn nhà rất bình thường, mọi cái sống một cái mức sống tối giản một cách bình thường. Số tiền còn lại chúng ta cần phải đầu tư học tập, đầu tư vào phát triển bản thân mình. Và cái việc học của chúng ta không đơn thuần là chúng ta đến một cái lớp học đó chúng ta gọi là học, mà thông qua những cái trải nghiệm của chúng ta, thông qua những cái chúng ta có những việc mà mọi người nói rằng là đừng là có làm cái đó rủi ro đấy, nhưng hồi đó tôi vẫn quyết định tôi làm, bởi vì tôi sẽ học được rất nhiều từ những cái thất bại của mình. Và mỗi lần thất bại như vậy tôi xác định luôn đó là có thể có những năm tháng đó là mình phải ăn mì gói, và thậm chí có những cái thời gian tôi có 6 tháng trời liên tục, 9 tháng trời liên tục gần như là ăn mì gói và ở nhờ nhà của người bạn của mình. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào học tập, tôi vẫn tiếp tục vào phát triển bản thân, và rồi sau này mình có thành công. Chứ không phải con đường thành công nó đến một cách dễ dàng như thế. Nên chúng ta cần phải định hình và chúng ta hiểu rõ rằng nếu họ chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng, chưa có kinh nghiệm thì chúng ta thời gian đầu tiên chúng ta cần phải tập luyện nội lực của mình, nó phải đủ mạnh thì lúc đó sự thành công chúng ta mới bền vững được. Trong lúc đó kiến thức không, kỹ năng không, kinh nghiệm không mà chúng ta muốn nhiều tiền thì đó là một điều vô lý. Nên lúc này chúng ta cần phải có một sự định hướng nó rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng chúng ta có một cái lòng thương cảm đối với nhân sự của mình, nhưng chúng ta cần phải yêu thương họ một cách đúng cách. Đúng không ạ? Ví dụ như đội ngũ nhân sự của tôi đó là gì? Trong cái thời gian đầu tiên khi mà họ chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng, chưa có kinh nghiệm thì tôi chỉ nói với họ rằng khi bạn đến với tôi thì tôi không để cho bạn phải chết đói. Tôi luôn luôn có sẵn rất nhiều thùng mì tôm. Tôi cũng có cái nhà ở để cho bạn ở miễn phí, nhưng bạn cần phải nỗ lực, bạn làm, bạn học. Và bạn phải làm ngày làm đêm, làm ngày làm đêm để có được kiến thức, để có kỹ năng và có kinh nghiệm. Và khi bạn có được những điều đó thì sau 1 năm, 2 năm, 3 năm bạn mới có sự thành công lớn. Còn bây giờ kiến thức không, kỹ năng không, kinh nghiệm không mà chúng ta muốn thành công lớn thì đó là điều giống như là chúng ta phải nói đó là ảo tưởng. Nó giống như là một cái điều nó mơ hồ. Nên khi chúng ta học chúng ta cần phải nắm rõ, chúng ta hiểu rõ thì chúng ta cần phải nắm kỹ về tư duy, chúng ta phải hạch định kỹ về cái tư duy của chúng ta thì sự thành công chúng ta mới tốt được. Nên là những người leader chúng ta hãy trở thành một con người minh định, chúng ta hãy hiểu rõ hơn, nhìn nhận rõ hơn để chúng ta có một cái sự định hướng rõ ràng cho cái đội ngũ nhân sự của chúng ta để họ hiểu được rằng à bây giờ nếu tôi chưa có nhiều kiến thức, chưa có nhiều kỹ năng, chưa có kinh nghiệm thì tôi cần phải hiểu rằng trong cái thời gian đầu tiên đó là tôi làm với mục đích để học chứ không phải làm để kiếm tiền. Và các bạn biết điều gì không? Khi mà chúng ta có một cái tư duy đó là làm với mục đích để học thì chúng ta càng có nhiều kiến thức, càng có nhiều kỹ năng, càng có nhiều kinh nghiệm. Và khi chúng ta càng có nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng và nhiều kinh nghiệm thì chúng ta lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nên hãy định hình nó rất rõ. Và tất nhiên khi chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng, chúng ta có kinh nghiệm thì không thể có chuyện mà chúng ta không kiếm được tiền. Đúng không ạ? Nên khi mà chúng ta chưa kiếm được tiền nhiều tiền thì chúng ta phải xem lại đó là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của chúng ta đã nhiều hay chưa. Nên chúng ta cần phải có một cái sự định hình nó rất rõ ràng như vậy thì lúc đó sự thành công chúng ta mới có, và sự thành công của chúng ta nó mới bền vững và nó lâu dài được, chứ không có chuyện chúng ta làm ít được nhiều. Chúng ta làm ít được nhiều là khi nào? Đó là sau khi những năm tháng chúng ta có đầy đủ về những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm rồi, chúng ta đã có một cái tài năng nó rất lớn trong con người mình, và tài năng nó đến từ rèn luyện, đến từ cái sự cống hiến, thì sau đó chúng ta mới làm ít mới được nhiều được. Chúng ta tạo ra một cái hệ thống, tạo ra một cái quy trình, tạo ra một cái luồng thu nhập thụ động thì trước đó chúng ta đều đã phải nỗ lực rất nhiều. Ví dụ như ông Đặng Lê Nguyên Bu, bây giờ thì ông không làm thì ông vẫn rất là nhiều tiền, bởi vì ông đã có những năm tháng ông đã phải cống hiến, ông đã xông pha, ông đã phải làm rất nhiều thì ông ta mới có ngày hôm nay. Chứ bây giờ chúng ta không có gì cả, không kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, không mối quan hệ, không tiền bạc, không có gì hết mà tự nhiên chúng ta muốn ngồi không mà có nhiều tiền, đó là điều vô lý đúng không ạ? Nên nếu bạn nào chúng ta thấy cái đoạn chia sẻ này hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho mọi người, chúng ta hãy gửi đến cho những người bạn của mình để họ cùng biết đến video này. Và chúng ta sẽ gặp lại với nhau vào tối thứ tư hàng tuần để chia sẻ về chủ đề về kinh doanh,
về marketing, về bán hàng và về phát triển bản thân. Và nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta hãy comment dưới đoạn video clip này và đặt những câu hỏi, và tôi sẽ quay những video để chia sẻ, tư vấn và giải đáp cho chúng ta. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta nha. Xin chào.